gì rồi? Nói chính giờ ăn thì sớm. Chú có xe đợi. Chú có xe đợi. Ôi nhớ từng cài mà ôi. Nhớ từng cài đó chị. Yeah.
người ta biết tôi mới biết em là chị, đúng không? Thank you.
mình là không có nghe là mình ca nghe em biết được muốn là tông nào vậy chị ngủ luôn mà hay lắm bạn. Ủa, này,
được 10 năm rồi mà các bạn bây giờ rất là giỏi rồi, có phòng khám cộng đồng nè, có doanh nghiệp xã hội nè, rồi đứa nào đó thấy coi như là rất là giỏi rồi. Tới văn phòng CPO còn đẹp hơn là văn phòng của online luôn á. Thẳng tóc luôn, tiền bạc coi như là bây giờ là cả tỷ bạc danh các bạn thì không sợ mất. Hồi xưa là những năm đầu tiên là đưa tiền sợ mất. Đưa tiền là các bạn không biết xài, không biết làm sao, không biết giải trình thế nào. Bây giờ đưa cả tỷ, các bạn vẫn làm rất tốt, giấy tờ, chỉnh chu, chứng từ đàng hoàng, rất là minh bạch luôn. Dạ, rất là tốt. Dạ, cảm ơn chị, đang có chia sẻ rất là tuyệt sáng. Và trước mặt quý vị ơi, quý vị làm chứng giùm em trao cái này lại cho chị Trang nha. Em gửi trả lại cho chị, quý hiếm. Trời ơi, cái lúc này luôn. Cái này đã được tái bản rất là nhiều lần các anh chị, để phát triển ở trường đại học. Tại lúc đó, như thời điểm trước là tụi mình muốn là cái việc mà gọi là normalize, là tất cả những người đều coi em là bình thường hết. Thì cái này là đã được tái bản nhiều lần rồi mà bây giờ mất rồi đó. Ông đúng không? Này có bốn mà có bốn cuốn. Tự nhiên chỉ chuyển sang cái đất đúng hiểu. Cái này là rất là nhiều năm mà cái cuốn đầu tiên Trang làm với cô Nguyễn Thị Oanh là con chim đầu đàn của ngành công tác xã hội. Lúc đó Trang mới đặt dự án đầu tiên năm 95 là mình còn rất là non nớt. Chỉ là đi gặp các anh chị mà nhiễm HIV cũng rất là sợ. Chỉ lúc đó đi làm thì làm cái người phóng nhắn đầu tiên là cái chị đầu tiên mà nhiễm HIV của Việt Nam luôn. Là Trang đã từng là ấy, thì sau hai nữa là thời đó thì khi những cuốn mà cuốn thứ hai là cuốn Giá Như á thì lại khóc hết coi như nước mắt á chị Vân. Tức là em lúc đó thì tới chỉ có 10 cái giường thôi mà em đi tới đó em coi như là ăn nhầm nằm về để phỏng vấn anh Nguyễn Hữu Chí. Rất là ủng hộ rồi em vô tới trại, em vô tới trung tâm cai nghiện Tường Mạch đấy để mà phỏng vấn anh chị. Mà có những người là viết chưa xong các anh chị đã mất rồi. Quý vị ơi, và đặc biệt là các chị báo chí nếu muốn liên hệ, muốn có những cái quyển sách này đọc thì có thể liên hệ với chị Trang để chúng ta có thể có biết hiểu biết thêm về cây mòn mà để cái hút thành điều là cảm ơn chị Trang nhiều. Không buồn nữa. Rõ ràng là chị Trang đã mang đến cho chúng ta một nguồn năng lượng mới, rất tươi, rất sáng, tràn đầy năng lượng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến một cái khu vực mới nữa. Đây cũng là một cái điểm sáng mới. Đây là một cái điểm sáng mới này không phải là của chương trình, không phải là của các tổ chức. Nhưng mà trước khi chúng ta nói về điểm sáng khá là nhiều quý vị. Thưa quý vị, hôm nay các quý vị có thấy xuất hiện khá là nhiều cái những cái gương mặt là những cái người đang sống với HIV. Dạ. Và ở đây thưa quý vị, ở trên tôi thường thường trong cái chương trình của tôi thì hay có một cái tôi hay gọi là cái bàn thờ ở phía sau cánh gà. Và ở đó luôn luôn chúng tôi hay mời những cái bạn là những cái người sống HIV đã mất luôn luôn quay về cùng tham dự, cùng chia sẻ với tất cả các bạn. Cho nên trong cái phim của tôi lúc nào cũng có như vậy. Nhưng hôm nay tôi nói với lại